Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị, quý vị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh chuyên nhận ký gửi, mua bán và nhận giới thiệu các sản phẩm bất động sản tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thuận An, Thành phố Dĩ An, Thành phố Thủ Dầu Một. Vâng, trong buổi chiều hôm nay, Bảo Hoàng xin được gửi tới cho quý vị, quý vị khách hàng một sản phẩm góc hai mặt tiền diện tích khống, với mặt tiền chính ở phía trước là 16m, và mặt tiền còn lại có chiều sâu là 50m, với nhiều kiosk mặt tiền kinh doanh và hai dãy trọ với tổng thu nhập hàng tháng là trên 100 triệu. Vâng, với mức thu nhập khủng, diện tích lớn. Vâng, diện tích là mặt tiền chính ở bên đây, ở phía trước là 16m và sâu ra phía sau là 50. Trong đó có 700m2. 700m2 thổ cư. Vâng, mặt tiền vị trí này thưa quý vị, tính từ ngay vị trí góc hai mặt tiền, một bên chợ và một bên lồng chính của chợ. Ở phía trước thì có vâng, có 3 kiosk chính ở phía trước với chiều ngang là 16m. Vâng, tính từ đây, diện tích được tính từ đây thưa quý vị. Vị trí mặt tiền ở phía trước là trục đường DT743. Vâng, trục đường DT743 phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần ngay ngã tư Miếu Ông Cụ. Vâng, gần ngay ngã tư Miếu Ông Cụ. Với trục đường này là trục đường chính, đường DT743, đường liên huyện xuyên tỉnh. Vâng, ở đây hai bên kiosk thì đều kinh doanh các mặt hàng ngành gia dụng. Rồi, và đây là những kiosk còn lại ở phía sau, kiosk thời trang. Vâng, tiệm tóc, làm đẹp, vân vân, rất là nhiều kiosk kinh doanh trên phần đất với chiều ngang 16m và chiều sâu là 50. Còn đây thưa quý vị, phần đất đến ngay vị trí này. Với nhiều kiosk cho thuê với mức thu nhập hàng tháng là hơn 100 triệu. Và ở phía sau, trong này thì còn có hai dãy trọ. Còn hai dãy trọ này thưa quý vị. Với mức giá là 45 tỷ thưa quý vị, với mức giá là 45 tỷ một sản phẩm góc hai mặt tiền bên hông chợ, với nhiều kiosk và nhiều phòng trọ đang cho thuê, diện tích khủng, mặt tiền chính 16m và mặt tiền còn lại có chiều sâu là 50m. Đối diện là một cây xăng lớn. Còn trục đường này là trục đường DT743, đường liên huyện xuyên tỉnh.
Và video buổi chiều hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Nếu quý vị muốn đến tham quan sở tác sản phẩm này thì vui lòng liên hệ cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để đến tham quan và khảo sát cũng như là sở hữu ngay sản phẩm này. Vâng, một sản phẩm có diện tích khủng, mặt tiền chính 16m và sâu là 50m, với nhiều kiosk và nhiều phòng trọ đang cho thuê, với thu nhập lần trên 100 triệu một tháng, và mức giá cho sản phẩm này là 45 tỷ vì sẽ gặp trực tiếp chủ nhà ở thương lượng làm việc. Một lần nữa, Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.